Chùa Thầy. Chùa Thầy là một ngôi chùa ở chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ. Nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai của thành phố Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía tây nam, đi theo đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Sài Sơn có tên nôm là núi Thầy nên được gọi là chùa Thầy. Chùa được xây dựng từ thời nhà Đinh. Đây từng là nơi tu hành của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Lúc này núi Thầy còn được gọi là núi Phật Tích. Về mặt lịch sử, cùng với chùa Tây Phương và chùa Hương, chùa Thầy là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất của Hà Nội. Nếu như chùa Láng gắn liền với giai thoại đầu đời của Từ Đạo Hạnh, thì chùa Thầy lại chứng kiến quãng đời sau cùng cho đến ngày thoát xác của vị thiền sư thế hệ thứ 12 thuộc dòng thiền Tini Đa Lưu Trì này. Ban đầu, chùa Thầy chỉ là một am nhỏ gọi là Hương Hà Am, nơi thiền sư Từ Đạo Hạnh trụ trì. Vua Lý Nhân Tông đã cho xây dựng lại ngôi chùa gồm hai cụm chùa, đó là chùa Cao, đỉnh Sơn Tự, trên núi và chùa dưới, tức chùa Cả, tên chữ là Thiên Phúc Tự. Vào đầu thế kỷ thứ 17, Dĩnh Quận Công cùng hoàng tộc chăm lo việc trùng tu, xây dựng điện Phật, điện Thánh, sau đó là nhà hậu, nhà bia và gác chuông. Theo thuyết phong thủy, chùa được xây dựng trên thế đất hình con rồng. Phía trước chùa, bên trái là ngọn Long Đầu, lưng chùa và bên phải dựa vào núi Sài Sơn. Chùa có mặt về hướng nam, trước chùa nằm giữa Sài Sơn và Long Đầu là một hồ rộng mang tên Long Triều hay Long Trì, tức ao rồng, sân có hàm rồng. Truyền thuyết hóa thân chuyển thế, đây là một khái niệm trong Phật giáo liên quan tới luân hồi. Tuy nhiên chỉ được thực hiện hóa rõ ràng trong phái Kim Cang Thừa. Tại Tây Tạng Khởi Nguyên của việc hóa thân này cũng là thế kỷ thứ 11, cùng với Tổ sư Từ Đạo Hạnh. Có ít nhất hai vị vua được cho là hóa thân của Từ Đạo Hạnh, đó là Lý Thần Tông, sinh năm 1116, mất năm 1138, và Lê Thần Tông, sinh năm 1607, mất năm 1662. Lê Hiển Tông do mẹ cầu tự tại chùa Thầy và sinh năm 1461. Về mặt kiến trúc, phần chính của chùa Thầy gồm 3 tòa song song với nhau gọi là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Giữa chùa Hạ và chùa Trung có ống muối nối với nhau tạo thành thế hạ công thượng hích. Chùa Hạ là nhà tiền tế bày các tượng đức ông, thánh hiền, ống muối để tượng Bát Bộ Kim Cương. Chùa trưng bày bàn thờ Phật, hai bên có hai tượng hộ pháp, tượng Thiên Vương. Chùa Thượng hay chùa trên tách biệt hẳn ở vị trí cao nhất, biển đề Đại Hùng Bảo Điện, đồng thời là nhà thánh để tượng Di Đà Tam Môn, Thích Ca, tượng ba kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Ban thờ Lý Thần Tông còn có một đôi phượng hoàng gỗ, hai tượng phỗng thế kỷ thứ 18 đời vua Lê Ý Tông. Xung quanh chùa có hai dãy hành lang, phía sau có lầu chuông, lầu trống. Tương truyền do bà chúa chè Tuyên Phi Đặng Thị Huệ xin với chúa Tịnh Đô Vương Trịnh Sâm xây dựng khi về thăm chùa. Phía trước chùa là một sân rộng nhìn ra hồ Long Chiểu, tạo thành hàm của rồng trước hai cây gạo. Nhưng hiện tại hai cây gạo đã chết, được thay bởi cây đa. Từ sân này có hai cầu là Nhật Tiên Kiều và Nguyệt Tiên Kiều nối sang hai bên, tạo thành hai râu rồng. Hai cầu này là do Phùng Khắc Khoan xây năm 1602. Cầu Nhật Tiên nối sang một hòn đảo nhỏ, trên đảo có đền thờ Tam Phủ. Cầu Nguyệt Tiên nối vào đường lên núi. Giữa ao Long Đầu có thủy đình, là viên ngọc giữa miệng rồng. Đây cũng là nơi diễn ra trò múa rối nước. Từ Đạo Hạnh được cho là ông tổ của hình thức biểu diễn dân gian này. Về mặt điêu khắc trong chùa, tại chùa Hạ có các pho tượng đức ông khá đẹp, là một bức bình phong lớn mô tả cảnh địa ngục. Các pho kim cương đứng trong những tư thế võ mạnh mẽ và sống động. Tại chùa Trung có hai pho tượng hộ pháp được cho là lớn nhất trong các ngôi chùa Việt Nam, tức cao gần 4 mét. Tượng hộ pháp đắp bằng đất thó, giấy bản giã nhỏ trộn với mật và trứng nên sau hơn 300 năm tuổi vẫn còn rất tốt. Các pho tượng đẹp nhất của chùa Thầy tập trung tại chùa trên. Trên cao nhất là tượng Di Đà Tam Tôn được tạc vào đời Mạc. Tượng A Di Đà vẫn ngồi dáng vẻ phúc hậu. Pho tượng Quán Thế Âm bên phải ngồi buông chân trái xuống,
chân phải co lên, tay cầm một cây phất trần dáng vẻ ung dung. Pho Đại Thế Chí ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn mặt phùng. Ba pho tượng mỗi pho một vẻ không giống nhau, tạo thành một bộ tượng đẹp đặc biệt. Dây đó chính giữa là tượng Thiền Sư Từ Đạo Hạnh trong kiếp Phật. Tượng được tạc vào thế kỷ thứ 19, khuôn mặt khắc khổ, nổi rõ mạch máu, ngồi xếp bằng tròn trên một bệ hoa sen còn lại từ thời Lý. Bệ hoa sen đặt trên một con sư tử cuộn tròn, dưới con sư tử là một bệ bát giác. Hiện nay tượng được đội mũ hoa sen và khoác áo vàng. Toàn bộ ba pho Di Đà và tượng Từ Đạo Hạnh đặt trên một bệ đá hai tầng, được làm vào thời nhà Trần. Bệ đá chạm những cánh hoa sen, bốn mặt chạm hình rồng và hoa lá, bốn góc có hình đầu điểu Garuda. Bên phải là tượng Thiền Sư ở kiếp vua, tương truyền Từ Đạo Hạnh sau khi đạo hóa thần. Tương truyền Từ Đạo Hạnh sau khi đạo hóa, đầu thai làm con trai của Sùng Hiền Hầu và trở thành nhà vua Lý Thần Tông. Tượng Lý Thần Tông đầu đội mũ bình thiên, mình khoác long bào ngồi trên ngai vàng. Bên trái có tượng Từ Đạo Hạnh trong kiếp thánh, ngồi trong một khám gỗ chạm trổ cầu kỳ. Tượng này có cốt bằng tre, có thể cử động. Tương truyền xưa kia, mỗi khi mở cửa khám thì tượng tự động nhỏ dậy chào. Sau một vị quan triều nguyện nói rằng thánh thì không phải chào ai cả, nên tháo hệ thống khớp nối, từ đó tượng ngồi yên. Pho tượng này thể hiện nghệ thuật làm rối nước của dân gian. Trong chùa còn có tượng ông Từ Vinh và bà Tăng Thị Loan là cha mẹ của Từ Đạo Hạnh và hai bạn đồng đạo thân thiết của ngài là Thiền Sư Minh Không và Thiền Sư Giác Hải. Trước tượng Từ Đạo Hạnh ở chính giữa có một bàn thờ gỗ chạm trổ rất đẹp. Xưa kia nền đất còn thấp, người thắp hương vịn vào bàn thờ tạo thành một chỗ lõm rất lớn. Trong chùa thượng còn có hai cây cột làm bằng loại gỗ quý là gỗ ngọc am. Hệ thống chùa trên núi, qua cầu Nguyệt Tiên nối với con đường lên núi. Lên núi có chùa cao, vốn là Hiền Thụy Am, còn có tên là Đỉnh Sơn Tự, là nơi Thiền Sư Từ Đạo Hạnh đến tu đầu tiên. Trên vách chùa còn khắc những bài thơ tức cảnh của Nguyễn Trực và Nguyễn Thượng Hiền. Tương truyền rằng, động Phật Tích ở sau chùa là nơi ngài Từ Đạo Hạnh thoát xác để đầu thai làm vua Lý Thần Tông nên gọi là hang Thánh Hóa. Phía trên chùa cao, trên đỉnh núi có một mặt bằng gọi là chợ trời, với nhiều tảng đá hình bàn ghế, kệ bày hàng, ly rượu, v.v. Trong đó có một phiến đá nhẵn lì được gọi là bàn cờ tiên. Có lẽ nơi đây ngày xưa các bậc chính tiên vẫn ngồi chơi cờ, uống rượu, thưởng trăng và ngâm thơ. Từ chùa cao đi vòng qua phía sau là hang Các Cớ, là nơi tình tự của trai gái ngày xưa trong những ngày hội hè. Như ca dao đã ghi lại, gái chưa chồng trong hang Các Cớ, trai chưa vợ nhớ hội chùa thầy. Đi ngược lên trên là phía đền thượng. Gần đền thượng có hang bụt mọc với nhiều tảng đá, được thời gian bào mòn trông như tượng Phật. Tiếp đó là hang bò với lối vào âm u, cách một đoạn là đến hang gió với những ngọn gió thổi thông thốc cả hai đầu. Ở chân núi phía tây còn có chùa Bối Am, còn được gọi là chùa một mái. Chùa có tên như vậy là vì chùa chỉ có một mái ngói, mặt sau chùa dựng vào vách núi. Truyền thuyết ở khu vực chùa Bối Am thuộc phạm vi căn cứ Đỗ Động Giang xưa cho biết, trước kia có một toán quân của Lã Đường, tự Lã Tá Công, một trong thập nhị sứ quân, bị vây hãm trong hang núi và bị chết đói hết cả. Điều này chứng tỏ đã có một cuộc tấn công của sứ quân Lữ Đường tới lãnh địa của quân Đỗ Cảnh Thạc chiếm đóng tại đây. Quanh núi Thầy, ngoài chùa Thầy còn có cả một cụm kiến trúc Phật giáo được xây dựng trong những khoảng thời gian khác nhau. Trong một bài ký ghi trên vách núi, chúa Trịnh Căn đã phác họa cảnh chùa Thầy như viên ngọc nổi lên giữa đám sỏi đá, dạng vẻ xuân tươi khắp cả bốn mùa. Động trên hệt như cõi thanh hư, bên vách còn in mây dáng, ao rồng thông sang bến siêu độ, cầu tiên nhật nguyệt đôi vầng, hình tựa bình phong sông như giả lụa. Về mặt lễ hội và văn hóa, hội chùa Thầy diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong ngày hội, nhiều tăng ni từ các nơi khác trong vùng cũng về đây dự lễ trong những bộ cà sa sang trọng, tay cầm gậy hoa, miệng tụng kinh trong tiếng gõ mõ trầm đều.
lễ cúng Phật và trai đàn, một diễn sướng có tính chất tôn giáo được thực hiện có sự phối hợp của các nhạc cụ dân tộc. Nhưng hội chùa Thầy không chỉ có những nghi thức tôn giáo, ở đây còn có trò múa rối nước mang đậm sắc thái dân gian mà ngày nay có tiếng vang ở nhiều nước. Trai thanh gái lịch gần xa tìm đến hội chùa Thầy có để thỏa mãn tính mạo hiểm khi leo núi và khao khát bày tỏ tình yêu trong một khung cảnh thiên nhiên rộng mở. Rủ nhau lên núi Sài Sơn, ai làm đá ướt đường trơn hỡi mình, hỏi non non những làm thinh, phải rằng non đã vô tình với ai. Nước non ví chẳng chiều đời, mắt xanh đâu lẽ phụ người tình chung. Yêu nhau ta dắt nhau cùng, non bao nhiêu đá nặng lòng bấy nhiêu. Các đời trụ trì ở chùa Thầy như sau: Thánh Tổ Từ Đạo Hạnh Thiền Sư, Đại Sa Môn Huệ Hưng, Sư Lan Hương trụ trì từ năm 1897 đến năm 1900, Hòa Thượng Minh Tâm trụ trì từ năm 1900 đến năm 1906, Sơn Tăng Như Tùng, Thích Thanh Thi trụ trì năm 1900 đến năm 1945, Hòa Thượng Thích Viên Thành trụ trì năm 1985 đến năm 2002, Đại Đức Thích Đạo Vĩnh, Đại Đức Thích Minh Đạo, Đại Đức Thích Minh Hà, Thượng Tọa Thích Trường Xuân.